Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng hợp tai nạn giao thông sau 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sớm quy hoạch bố trí bãi đậu đỗ xe ô tô ở thành phố Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng tuần tra kiểm soát đường bộ trên toàn quốc đã xử lý trên 16.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, tiếp nhận và xử lý 67 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân về hoạt động vận tải khách bằng ô tô. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2018, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn tăng cao. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, làm chết 57 người, 46 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu là do người điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm quy định về an toàn giao thông như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, đi sai phần đường, vi phạm quy định nồng độ cồn. Ngã tư giao cắt quốc lộ 1 với đường tránh phía nam thành phố Thanh Hóa và đường vành đai phía tây đoạn qua xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, mặc dù đã được bố trí cụm đèn tín hiệu giao thông, song cách thức tổ chức giao thông bất hợp lý đang tạo xung đột và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo người dân cho biết, từ đầu năm đến nay, tại khu vực này xảy ra 5 vụ va chạm giao thông. Nguyên nhân do cách tổ chức giao thông và bố trí cụm đèn tín hiệu giao thông chưa hợp lý. Bởi vậy, khi các phương tiện lưu thông từ đường vành đai phía Tây và đường tránh phía Nam thành phố Thanh Hóa lưu thông, thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Đề nghị Cục Quản lý Đường Bộ 2.1, đơn vị được giao quản lý tuyến đường, khảo sát và có giải pháp khắc phục nguy cơ mất an toàn giao thông tại vị trí trên, tránh xảy ra tai nạn giao thông. Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 46 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến trước khi trình chính phủ có quy định. Trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm mà chủ phương tiện vi phạm chưa đến xử phạt thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm từ chối kiểm định đối với phương tiện. Sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý đăng kiểm. Đây là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chưa kể số xe ô tô chưa đăng ký và xe ở các tỉnh ngoài đến làm việc, lưu thông, hiện thành phố Thanh Hóa đang có trên 32.000 xe ô tô các loại, số lượng xe ô tô ngày một tăng, trong khi hạ tầng giao thông, đặc biệt quỹ đất làm bãi đậu đỗ xe ô tô còn hạn chế. Do đó, tình trạng xe ô tô đậu đỗ tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè gây ùn tắc giao thông diễn ra phổ biến. Mặc dù có biển báo cấm dừng, cấm đỗ, khu vực không đỗ xe, xe ô tô vẫn đậu đỗ. Xe ô tô đậu đỗ bất kỳ ở đâu, trên vỉa hè, dưới lòng đường, ngay khúc cua đầu đường che khuất tầm nhìn, miễn là có chỗ trống. Thậm chí một số nhà dân còn treo biển như thế này, nhưng gần như không có tác dụng. Chúng tôi đã tự làm cái biển để hai đầu cấm đỗ xe, nhưng hiện nay một số xe như vẫn tự động đậu đầu và đậu đít chèn vào giữa, thế làm thế này là cản trở và đường nó rất hẹp. Thực tế này cho thấy hiện nay tình trạng xe ô tô tùy tiện đậu đỗ đang là một trong những vấn đề bức xúc tại thành phố Thanh Hóa. Bên cạnh ý thức của các chủ xe và mức độ gia tăng quá nhanh xe ô tô, thì nguyên nhân chính vẫn là thành phố Thanh Hóa thiếu trầm trọng bãi đậu đỗ xe ô tô. Năm 2012, thành phố Thanh Hóa chỉ mới có 9.000 xe ô tô, đến nay đã trên 32.000 xe. Thế nhưng hiện nay, thành phố mới chỉ có 9 bãi đỗ xe của các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên diện tích đất tạm, còn bãi đỗ xe lâu dài gần như chưa có. Cũng đề nghị với các cấp các ngành, đặc biệt là chính quyền, phải có những cái quy hoạch cụ thể về những các cái nơi, các khu vực để mà được dừng đỗ các loại phương tiện, đặc biệt là xe ô tô cá nhân. Dự báo số lượng xe ô tô sẽ còn tăng cao, vì vậy nếu các lực lượng chức năng chỉ xử phạt đậu đỗ xe ô tô mà không tính đến bố trí quỹ đất, quy hoạch bãi đậu đỗ, thì bài toán đậu đỗ xe ô tô trong đô thị vẫn chưa có lời giải và nguy cơ mất an toàn giao thông do tình trạng tùy tiện đậu đỗ xe ô tô vẫn còn tiếp diễn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.